Ok, Kelly. Có người đàn ông nào nói yêu và nói mình quan trọng nhưng không biết diễn đạt tình cảm không anh? À, không có em. Tại vì nó không phải là diễn đạt mà nó thể hiện qua hành động, lời nói, thái độ. Tức là người đó không cần diễn đạt, không cần cố tình diễn đạt, nó thể hiện ra. Tại vì khi mà yêu một người á, mạnh lắm, và họ luôn sẽ phải thể hiện ra, họ không giấu được. Tức là giấu còn không được chứ đừng có nói tới thể hiện không biết thể hiện. Giờ em thấy được cuộc sống anh không phong phú và không có bạn bè gì hết. Trời ơi. Liệu mối quan hệ như vậy khi không có giao tiếp rộng rãi thì cuộc sống có tốt không anh? Em ơi, em tả ra nó làm cho anh có cái cảm giác như cái ví dụ anh vừa nói. Tức là bạn nữ đó lại là chọn một cái người đàn ông tào lao thiên đế rồi tự vẽ ra như em đang tả, nó giống giống vậy đó. Rồi cái ngồi nói có phải tại anh ta như vậy, tại tiếng như là trộn cái này là kho báu nhưng mà tại vì nó giấu. Em ơi, chọn cái tào lao rồi hồi về đổ thừa lại kêu là không hạnh phúc vì anh ta nữa. Em ơi, người đàn ông nó thứ nhất là không có tình cảm với em vì anh ta không thể hiện ra, anh ta không có thì sao thể hiện. Thứ hai là cuộc sống anh ta không phong phú, bạn bè chuyện của anh ta em chọn chi rồi thắc mắc. Rồi liệu mối quan hệ như vậy không giao tiếp rồi có sống sống tốt không, làm sao biết được cái nói chuyện của anh ta. Em chỉ cần không chọn thôi. Rồi anh có nói, anh nói có gì góp ý để anh biết và làm. Trời ơi, đàn ông mà góp ý và làm, và làm do anh chưa từng có kinh nghiệm yêu. Trời ơi, người đàn ông mà không có kinh nghiệm yêu em ơi tôi chết mẹ rồi, không biết phải bày tỏ và hành động, liệu có thật không ạ? Em ơi, một người phụ nữ người ta không đi tới cái đoạn đó, người ta không đi tới cái đoạn mà em ơi, để anh chỉ anh cách bày tỏ. Yêu mẹ rồi, tức là cái mối quan hệ đó người đàn ông thì chất lượng không có cao về tình cảm, còn bản thân em thì lại đổ quá dễ. Cho nên là liệu có thật không ạ? Nó thật đúng với cái phiên bản của em, tức là phiên bản mình chấp nhận người đàn ông đó. Em thấy không? Trong cái cách nghĩ của em là để lý luận, để biến cái phiên bản kém của một cái chất lượng mối quan hệ tình cảm kém để lý luận, để tự mình nghĩ là tốt, trong khi bản chất nó chỉ có vậy. Anh ơi, con cá ương là tại sao nó bị như vậy, có phải là vì nó tư, nhưng mà tại vì nó tư nhưng mà nó thể hiện ra là nó ương không anh, hay là tại vì nó không biết thể hiện là nó tươi. Bà mẹ lòng vòng con cá ương thì dẹp mẹ đi, là lựa chỗ khác. Và anh nói cá ương, anh không phải nói anh ta là con cá ương, anh chỉ nói là cái mối quan hệ đó là con cá ương, có nghĩa là anh ta vẫn có thể yêu cô gái khác, anh ta vẫn có thể phát triển bản thân tốt đẹp và thể hiện tốt đẹp với cô gái mà anh ta rung động, với cô gái mà anh ta có tình cảm, chứ không phải là anh ta là con cá ương, mà là cái mối quan hệ đó là con cá ương. Và nếu như em chọn cái con cá ương đó thì người nấu nướng sao mà chọn thứ đó, cái câu nói đó nó mới hướng em về cái chỗ em cần thay đổi, tại vì vòng vòng em lựa vòng vòng toàn cá đó không à. Ok, rồi tiếp tục nè. Lúc em thiền tập trung vào bên trong và thiết kế cuộc sống thì em thấy mọi thứ đều đơn giản, bình an. Cái đó đúng rồi em. Thật ra bản chất mọi thứ nó vẫn đơn giản và bình an. Nhưng mà trong lòng mình thế nào thì mình cảm giác như thế đó thôi. Nhưng ban ngày khi gặp tác động từ môi trường bên ngoài tiêu cực thì phần thiết kế đó khó thực hiện. À, đúng rồi, em bị môi trường tiêu cực nó tác động em. Có phải vì em lập thiện chưa đủ nhiều hoặc sai cách đúng không ạ? Sai hay không thì không biết. Ok. Nhưng mà con cái là biết chắc chắn á, là cái trạng thái em chưa đạt được tới cái trạng thái mà mình muốn, và cái trạng thái mình muốn á, là cái trạng thái không có gì hết. Trạng thái mà mình muốn để mọi việc nó đơn giản bình an là mình kết nối được với bản thân mình, mà mình tức là những cái cách nói nhưng mà nó không có giải thích được cho các bạn á, thì trong cái câu trả lời trên livestream thì chỉ ngắn ngắn gọn gọn vậy thôi. Tức là lúc đó em nhận ra em là như thế nào, em nhận ra môi trường là như thế nào, em kết nối được với mình và em nhìn ra được những cái suy nghĩ và cảm xúc đó của mình. Em nhận ra, hiểu chứ nhận không? Khi nhận ra có nghĩa là mình đang sở hữu thức. Và khi em nhận ra như vậy thì em đang là em và em đang hiện hữu và em sẽ sống tốt. Có vậy thôi. Cho nên em nói là thiết kế và khó thực hiện. Em ơi, mình là mình, khó thực hiện là làm sao? Chỉ khi nào mình những cái thứ đó nó tác động được mình thì mình lúc đó mới khó thực hiện. Còn cái đơn giản như thế này nè. Khi em muốn cái điều gì đó trong cuộc sống và những cái thứ đó là những thứ đó nằm trong tay em. Giả sử nha, em muốn đứng dậy đi lấy cái ly nước, ai cản em được chứ? Dĩ nhiên anh không nói em lấy nước nhà người ta nó quánh chết, em biết vô tiệm người ta lấy nước người ta quánh chết. Nhưng mà ý anh nói là những cái việc mà mình muốn làm trong cuộc sống mình mà mình tốt đẹp, mà nó cần phải tấn công hay là phải làm phiền ai cho mình vẫn tốt đẹp được. Thì với cảm xúc trong mình là mình quyết định đó. Cho nên em hỏi có phải do em tập luyện chưa đủ nhiều hoặc sai cách đúng không ạ? Không biết, có thể cả hai luôn. Có những người người ta nói là tập nhưng mà thực ra không có tập. Tức là cái lúc mà các bạn tập trung vào cái trạng thái bên trong đó, các bạn không thực sự quay vào bên trong. Các bạn chưa chạm được tới cái điểm mà mình nó như thế nào.
Khi nào mà em thích em ngồi xuống hay là em nằm xuống hay là em nằm lên võng hay đâu đó mà em bắt đầu quay vào bên trong mà em thích làm cái điều đó và em tìm được một cái chỗ mà em tới đó bên trong tâm trí em, cái chỗ mà em thiết kế cho em tới được cái chỗ đó, em thích làm cái điều đó, và mỗi lần em làm xong em đứng dậy em cảm ra được cái năng lượng mình khác, em cảm ra được cái cảm giác bên trong mình nó khác, nó tốt đẹp hơn, nó gần hơn, nó thành cái con người mới hơn, con người tốt đẹp hơn, thì lúc đó là em đang làm đúng. Còn nếu như mà lúc ngồi xuống giống như là tới giờ ngồi phải ngồi thực hành thì cũng được, nhưng mà kết quả nó chậm lắm luôn. Cái lúc mà em muốn làm đó, em thích làm gì đó, em ngóng 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 tới cái giờ cái lúc nó được làm đó, lúc đó là em kết quả nhanh. Ok không? Rồi. Có thể nào sau khi quờ hờ tờ giờ người đàn ông vẫn đi đến fall love trong tình huống cô gái chưa fall love, chỉ quan hệ tình dục thỏa mãn nhu cầu? Khi em hiểu về mặt sinh học, khi em hiểu về mặt sinh học, khi người đàn ông mà chưa fall love mà quan hệ tình dục, chuyện gì xảy ra về mặt sinh học, thì em sẽ có câu trả lời. Và câu trả lời nè là không, mà ngược lại là khi quan hệ tình dục nó tuột cái cảm giác hướng tới fall love. Ok không? Nó ra cảm giác khác, nó vẫn có thể ra cảm giác khác, mà ở cảm giác khác đó người đàn ông không có bỏ cô gái, không có ra đi, nhưng mà nó không phải là fall love nha. Em biết có nhiều người đàn ông người ta vẫn đâu bỏ nhỏ gái đâu, thậm chí vẫn đeo đuổi, vẫn giữ, nhưng mà nó không còn là cái cảm giác như cũ, mà nó ra một cái cảm giác áp đặt, một cái cảm giác phụ thuộc, một cái cảm giác chiếm hữu, một cái cảm giác lấp đầy một cái gì đó của cái sự khập khiễng của cái người đó, chứ nó không còn là cái cảm giác tốt đẹp, cảm giác yêu tốt đẹp, tức là nó méo rồi, nó không còn là nó nữa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mối quan hệ gãy, đa số là nó gãy và nó nên gãy, gãy để lành lại còn sống tiếp, nhưng mà khi nó chuyển qua cái thứ khác nó mới nguy hiểm, lúc đó ra những cái tổn thương. Tiếp tục nè, quen biết nhau 2 tháng anh nói yêu nhưng ít nhắn tin, thì cái ít nhắn tin đó nó nói lên là không có rồi đó. Gọi cho em yêu sang tháng gặp lần, trời ơi tháng lần anh như vậy là sao, là vậy chứ làm sao, thì là ở sang tháng gặp lần em nên tiếp tục tìm hiểu anh không em ơi, nó có là yêu đâu, đúng ra là nó không có là yêu, mà em chọn nó là yêu thì vậy. Tiếp tục vì mối quan hệ này anh không tính là có luôn á, tại vì mới gặp nhau 2 lần biết 2 tháng, em nên hành xử thế nào, nó chưa là mối quan hệ em, khi mà đã ở xa thì nó không tính là cái mối quan hệ tình cảm em ơi, nó phải rút ngắn cái khoảng cách lại, cho nên hành xử gì nó chưa có gì để hành xử cả, có gặp nhau đâu hành xử. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó là hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.